Thưa quý vị và các bạn, liên quan vụ học sinh bị ngộ độc hàng loạt ở trường iSchool Nha Trang, tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo kết quả viện Pasteur Nha Trang công bố ngày 22 tháng 11, vi khuẩn Salmonella và vi khuẩn Bacillus cereus đã được phát hiện trong mẫu cánh gà chiên. Trong mẫu nước mắm cũng có vi khuẩn Bacillus cereus. Chủng Bacillus cereus trong hai mẫu trên là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu và độc tố ruột không ly giải hồng cầu. Ngoài ra, vi khuẩn Escherichia coli cũng được phát hiện trong mẫu cánh gà chiên. Theo Phòng Y tế thành phố Nha Trang, người đảm trách tổ chức bếp ăn bán trú cho 930 học sinh và giáo viên trường iSchool Nha Trang là ông Bùi Phúc Lam. Quá trình chế biến được thực hiện tại bếp ở trường. Qua kiểm tra, ông Lam có giấy phép hộ kinh doanh cấp năm 2015 với ngành nghề bán hàng ăn uống, giải khát, hải sản tại gian hàng của trường này trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Nha Trang, cùng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Phòng Y tế cấp lần 3 vào tháng 10 năm 2022.